Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Tình yêu là một điều thiêng liêng, thế nhưng có một số tình yêu rau xanh, bản chất bệnh hoạn, lợi dụng điều này để nhắm đến một số đối tượng, gây ra những câu chuyện thương tâm. Vậy chi tiết vụ việc này như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nhé! Câu chuyện xảy ra khi Kiều lên mạng xã hội Facebook rồi kết bạn với em H. Kiều giới thiệu mình tên Phong và tán tỉnh khiến H siêu lòng rồi cùng nhau quan hệ tình dục. Ngày 5 tháng 12, Kiều gọi điện thoại rủ người yêu là H đi dự đám cưới ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ với mình. Được bạn trai mới quen ngỏ lời, cô nàng này đã đồng ý ngay. Sau đó Kiều và Nguyễn đi đến đón em H ở khu vực trường tiểu học Đồng Văn như đã hẹn trước. Trên đường đi, Kiều nói với Nguyễn và Bắc rằng H dễ dãi nên rủ hai người bạn cùng quan hệ tình dục với H. Đúng là mở trèo miệng mèo, miếng mồi ngon nên cả ba gã này càng không thể bỏ lỡ. Nhóm dê núi này sau khi lên kế hoạch gặp H thì rủ nhau ra khu vực khe suối thuộc nhóm Tân Bình, xã Đồng Văn. Sau đó Kiều đưa H ra chỗ Bắc và Nguyễn đứng khoảng 40m để xin quan hệ tình dục thì cô nàng đồng ý, thế là tên Kiều được hưởng trót lọt cô nàng. Sau khi quan hệ tình dục xong thì Kiều và H đi lên chỗ Bắc và Nguyễn đứng. Bạn bè thân thiết phải biết chia sẻ, Kiều sẵn tiện ra hiệu cho hai bạn ăn hiếp người yêu mình luôn. Nguyễn có hành động sờ soạng thì H chống cự và cắn vào Nguyễn, rồi hai người cãi nhau. Biết H không đồng ý cho Nguyễn quan hệ tình dục nên Kiều và Bắc chạy vào đe dọa, khống chế H, mặc cho H khóc lóc, chống cự và van xin. Bắc và Kiều mỗi người giữ một tay một chân trợ giúp Nguyễn thực hiện hành vi hiếp dâm. Tiếp theo, Bắc kéo H ra bờ cỏ, giở trò đòi bại được một lúc thì thả em H ra. Chưa dừng lại ở đó, Kiều đưa H xuống khu vực khe suối tiếp tục quan hệ tình dục một lần nữa. Thỏa mãn thú tính xong, ba kẻ này bỏ mặc H giữa đồng để về nhà ngủ. Cô gái sau những trận làm nhục liên tiếp, sợ hãi, tủi nhục, không dám về nhà mà đi vào lán của chú ruột ở giữa đồng để ngủ. Thấy đêm đã khuya mà H chưa về nhà nên gia đình H chia nhau tìm kiếm và phát hiện con gái đang nằm co ro sợ hãi trong lán. Em H khóc và kể lại sự việc với người thân rồi lên công an tố cáo ba kẻ đồi bại. Chiều ngày 6 tháng 12, do bất an và bị lương tâm dày vò, Kiều, Bắc, Nguyễn đã cùng nhau đến công an huyện Tân Kỳ đầu thú. Như đã đưa tin, ngày 1 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ tạm giam Kiều 22 tuổi, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nguyễn 20 tuổi và Bắc 19 tuổi cùng trú xã Thọ Sơn, huyện An Sơn, Nghệ An về tội hiếp dâm. Nạn nhân là VTH 17 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, người yêu của Kiều. Sau khi hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên án, cả ba bị cáo cho rằng mức án quá nặng nên làm đơn xin kháng cáo giảm án. Còn phía bị hại cũng có đơn kháng cáo cho rằng bị cáo Kiều không đầu thú, đề nghị tăng hình phạt và yêu cầu tăng mức bồi thường 50 triệu đồng. Chiều ngày 16 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã xử phúc thẩm, chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, giảm án cho Vi Văn Kiều từ 6 năm xuống còn 5 năm tù, Trương Công Nguyễn 5 năm 6 tháng tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù và Trương Công Bắc từ 5 năm xuống còn 4 năm tù về tội hiếp dâm. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra các chứng cứ khẳng định Kiều ra đầu thú về dân sự, bố mẹ của bị hại đồng ý mức bồi thường thêm 32,5 triệu đồng. Riêng bị cáo Bắc và Nguyễn trước đó đã bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng. Tại phiên tòa, ba bị cáo Kiều, Bắc và Nguyễn đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt. Bố mẹ của bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt tù. Vụ án thứ hai, thiếu niên hiếp dâm sát hại giả mang bạn gái sau chầu nhậu. Hôm đó vào khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 4, biết chị Cẩm Hà vừa chia tay người yêu, tâm lý đang buồn chán nên Hà rủ đi nhậu. Hai người đến quán ốc tại thị trấn Đức Hòa để nhậu. Hà uống khoảng 20 lon bia, chị Cẩm Hà uống khoảng 5 lon rồi không uống nữa. Sau chầu nhậu, cả hai đến quán cà phê TX để tâm sự. Lúc này, Hà gọi điện cho người yêu cũ, nói chuyện và biết người yêu cũ đã có người khác. Hà biết chị Cẩm Hà đang buồn nên tiếp tục an ủi, động viên. Một lúc sau, Hà nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Cẩm Hà, nên nhiều lần chị Cẩm Hà đòi về đều can ngăn. Khi thấy cha gọi về nhiều lần, chị Cẩm Hà đứng lên, ra về, liền bị Hà đẩy xuống ghế, dùng tay bóp cổ. Khi thấy chị Cẩm Hà nằm bất động, Hà bế chị Cẩm Hà lên bàn bê tông, tiếp tục dùng tay siết cổ và quan hệ tình dục với chị Cẩm Hà. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Hà lấy điện thoại của chị Cẩm Hà rồi chạy xe máy về nhà, bỏ mặc chị Cẩm Hà nằm trong quán cà phê một mình. Về đến nhà, thấy gia đình chị Cẩm Hà liên tục gọi điện cho chị. Sợ bị phát hiện, Hà ném điện thoại của chị Cẩm Hà xuống ao để phi tang. Khoảng 23 giờ 30, Hà kể lại hành vi phạm tội với gia đình và được cha mẹ đưa đến công an xã Hữu Thạnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 7 tháng 11, Tòa án tỉnh Long An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Văn Hà,
sinh năm 2002, ngụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Hà là đối tượng gây ra cái chết đối với chị Mai Thị Cẩm Hà, sinh năm 2002, ngụ tại huyện Đức Hòa. Tại phiên xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Hà đặc biệt nghiêm trọng. Sau phần nghi án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Văn Hà mức án 18 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội hiếp dâm và 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Mai Văn Hà phải nhận mức án 18 năm tù. Đây là mức án cao nhất được áp dụng cho người phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Hà có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng. Vụ án thứ 3, bắt kẻ hiếp dâm, sát hại bạn gái để cướp tài sản ở Tuyên Quang. Thành và nạn nhân quen biết qua Facebook và nảy sinh tình cảm. Trong quá trình yêu đương, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Ngày 9 tháng 4, biết chị N sẽ về quê tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, Thành đã tìm đến đây với mong muốn hàn gắn tình cảm. Sáng ngày 12 tháng 4, tại nhà chị N, Thành ép buộc N quan hệ tình dục. Sau đó, đôi bên tiếp tục xảy ra cãi cọ. Do Thành nghi ngờ nạn nhân yêu người khác, khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Thành dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết. Chưa dừng lại ở đó, tên sát nhân còn lục lọi đồ đạc lấy hơn 31,2 triệu đồng của nạn nhân, rồi khóa cửa nhà bỏ trốn. Chỉ trong vòng 26 giờ đồng hồ, ban chuyên án đã truy tìm thành công đối tượng hiếp dâm, giết người, cướp tài sản. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 4, Công an huyện Sơn Dương nhận được thông tin về vụ giết người xảy ra tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Sơn Dương, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh và các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định nạn nhân là Ma Thị Nờ, sinh năm 1988, trú tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, chết do bị siết cổ. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét, tập trung rà soát các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân. Từ đây, mọi nghi vấn đổ dồn vào Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1994, trú tại thôn An Ngoại, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, là người yêu của nạn nhân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an sử dụng đồng hồ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ. Đến 16 giờ ngày 13 tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Thành đang ở một khách sạn tại thành phố Phủ Lý. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang kịp thời khống chế đưa đối tượng về trụ sở. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!